bài chức trách tin mừng theo thánh Matthew. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất lại một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ đồng lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sắp mình dưới chân và van xin rằng: Xin vui lòng cho tôi khất lại một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người đồng bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật lại với chủ tất cả câu chuyện. Bây giờ chủ đòi y đến bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hà cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng sẽ xử với các con đúng như thế, nếu mọi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Suy niệm: tha thứ. Tha đến 7 lần, đó là tha thứ theo đúng công bằng của lệ luật, của lý luận con người. Nhưng Chúa Giêsu còn đi xa hơn bằng cách nói tha đến 70 lần 7. Trong dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ, người này xin chủ chờ thêm thời gian nữa anh sẽ trả hết, nhưng chủ đã tha luôn cả số nợ. Thế mà anh đã không hành xử như vậy đối với người bạn chỉ mắc nợ anh 100 bạc. Chúa Giêsu đã đưa ra bài học từ dụ ngôn này: Cha ta trên trời sẽ xử với các con như thế, nếu mọi người trong các ngươi không thật lòng tha thứ cho anh em mình. Chúng ta hãy kiểm điểm xem chúng ta đã sống thế nào về điều chúng ta thường cầu nguyện: Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ với chúng con. Về vấn đề này, tác giả tập sách Đường Hy Vọng đã chia sẻ như sau: Tính phê bình chỉ trích là một trở ngại lớn cho đời sống siêu nhiên. Chỉ tiêu cực phàn nàn kẻ khác, con quấy gầy họ và muốn đắng cay trong lòng con. Va chạm người khác là sự thường, sống trong một xã hội không va chạm nhau chỉ có thể là điên đảng. Một hòn đá nhờ va chạm mà bóng láng hơn, sạch đẹp hơn. Phàn nàn là bệnh dịch hay lây, triệu chứng là bi quan, mất bình an, nghi ngờ, mất nghệ khí kết hiệp với Chúa. Bác ái không chỉ có yêu thương và tha thứ, bác ái là cả một hành động để tạo bầu khí mới giữa cộng đồng xã hội, quốc gia và quốc tế, biến thế giới của thú vật nên thế giới của con người, biến thế giới của con người nên thế giới của con Chúa. Chỉ giây phút hiện tại là quan trọng, đừng nhớ ngày hôm qua của anh em để chỉ trích, đừng nhớ ngày hôm nay của con để khóc lóc, nó đã vào dĩ vãng. Đừng nhìn ngày mai của con để bi quan, nó còn trong tương lai. Giao quá khứ cho lòng nhân từ của Thiên Chúa, giao tương lai cho sự quan phòng của Ngài và giao tất cả cho tình yêu Chúa. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta trên con đường canh tân cuộc sống đức tin và bác ái. Xin Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày một nên giống Chúa hơn để xây dựng hòa bình và hòa hợp trong môi trường chúng ta sống.